Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Duy Anh 1979, trú thôn Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội để điều tra về tội tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài. Bốn bị can là Lê Duy Anh 1979, trú thôn Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội; Trần Thị Thành 1959, trú phường Hưng Phúc, thành phố Vinh; Hồ Thị Hoàng 1965, trú phường Trường Thi, thành phố Vinh; và Trần Thị Hà 1974, trú tại thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An. Theo điều tra, dù không được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người công quân đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, nhưng từ tháng 9 năm 2015 đến tháng 1 năm 2019, Lê Duy Anh, giám đốc Trung tâm Đào tạo Tư vấn Du học Chấn Hương, địa chỉ quận Thanh Xuân, Hà Nội, đã liên kết với các nghi phạm tuyển người công quân đi làm việc tại Australia. Có khoảng 400 khách hàng đã đăng ký nộp tiền và làm thủ tục xuất cảnh qua Australia với các đối tượng. Tuy nhiên đến nay chưa một công quân nào được xuất cảnh. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An thông báo ai là nạn nhân của đường dây trên đề nghị liên hệ với cơ quan điều tra để giải quyết. Trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày ra thông báo này, nếu các tổ chức, cá nhân không đến liên hệ làm việc thì cơ quan an ninh điều tra sẽ xử lý theo quy định.